ngày vui vẻ nha. Rồi hôm nay mình dẫn review anh em đi Hải Dừa nữa nha cả nhà. Cả nhà xem rồi có hay ủng hộ anh em mình nha. Anh em chào cả nhà ơi. Sáng cái mình review anh em ngồi uống cà phê nha cả nhà. Sáng ở đây có ba vợ với mẹ vợ của Bảo Bảo có bán cà phê cho anh em múc dừa nè. Đây đây là ba vợ của ông Bảo Bảo nha. Anh em chào cả nhà nha. Ok. Anh cầu kèo có Bảo Bảo chào cả nhà ơi. Bữa nay Bảo Bảo. Bữa nay Bảo Bảo đi Bến Tre bán dừa nghe cả nhà. Phải sáng có Bảo Bảo nhậu review bữa sáng ăn sáng của Bảo Bảo cho cả nhà xem mà bữa nay Bảo Bảo đi bán dừa Bến Tre rồi. Mà nó có ăn không? Hả? Có ăn không? Rồi bắt đầu ngồi uống cà phê gì rồi mới chuẩn bị xe bùa với cùng móc đồ rồi mới xuống vỏ nha. Lớn nhỏ mà gì vậy? Đây đây đây. Thôi. Mình không đó là mình không. Rồi bây giờ ông nội mà ông nói thôi nè. Thôi nghe. Dạ phở nghe. Dạ phở anh chọn nè, anh ăn không thiếu kìa. Dạ không thiếu cà phê hả? Dạ không thiếu cà phê luôn. Rồi dạ phở nghe. Dạ luôn. Thôi nè, này khói giọng. Khổ quá vậy nè. Nè, cái quậy gầu nó quậy. Quậy nè, không thấy, không có thấy đủ mọi người. Nhậu đâu gì đây gì đâu mà sợ chàng sợ đâu mà phải không có đi tôi không nhậu đâu nhớ luôn người ta lên chào ơi cái nhà nghe anh nên lên hình tôi bữa nay đẹp trai với tôi quỳ chứ mặt không không chờ cho được dễ gì lên chào bây giờ đẹp trai lắm chứ ngon lành anh trong cái bàn này có ai mà đẹp trai bằng nên trời ghê chưa. Ghê chưa? Thằng Nên đẹp trai nhất là ông hai là trai, thằng Nên là xấu nhất. Nói bằng này Nên đó đẹp nhất là ông Năm đẹp nhì. Năm làm tí một ngày. Đường con lên mày rồi hai cha xuống tới năm cười cái năm cười cái vậy chứ thằng con nó còn đủ răng còn cha thì mất răng thì phải xấu rồi chứ sao các em không thử máu rồi không sao tao xấu quá rồi mày ai cũng nói mày đẹp là mày bãi con tao. Cả nhà ơi mình anh em mình bị ế vợ chắc cũng hơi bị nhiều đó nghe cả nhà. Ai mà có chọn rễ mà đi móc dừa nhớ liên hệ với gia đình Bảo Bảo rồi Bảo Bảo làm mai cho nghe. Rồi. Mẹ chạy cũng quen lắm mọi người. Đi 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 đi. Anh đáo này vợ rồi. Khen nên đẹp trai nên mắc cỡ nên đi rồi. Đi Bình Dương nó tìm mà đường bà mày sao nó ở có mấy bữa chạy gì không chịu nữa. Nó dừng cao chịu. Rồi anh em mình chuẩn bị xuống đồ nghề nha cả nhà. Ủa nãy chú tỉnh từng không nghe nói chuyện luôn rồi.
Nè, có từng từng nữa chứ. Nó đi chủ nè, nó đi. Đi à. Đi giỏ nè. Hai giỏ kia. Nè. Cút. 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 Lấy nước nè. Cút mà cút ai nó hốt á. Ừ, lo nó vậy luôn đó. Mình đi đầy đủ, bởi mình chia hai hướng đủ anh em để làm nha. Anh em mình lên tới giường nghe cả nhà. Nhát ở bên cho nó sẽ gò chợ để tụi tụi nhớ cho tụi chết luôn. Giờ cái trâu cho khô mất trời. Dạ. Sao mà nó nhậu hay quá, nó mất vừa thấy dở quá cả nhà. Ở cây dừa trái cỡ này rồi cả nhà. Hồi nãy bẻ cho mình trước. Sôm là giờ không có giao sót nha. Sôm sót không ăn thiệt. Sôm có sót không? Rồi bữa nay đẩy xe vừa mà đẩy xe vừa mà không có cầu nào cho té đổ vừa như hổng trời. Nào. Như nào? Ai đó còn trắng hơn nhà ngoài ba trái nữa ta. Trời ơi. Vừa cao quá cả nhà ơi.
dở. Một quả chơi thôi. Đặt thế này nhấp. Không khô. Ồ. Trời, tu nghiệp thằng đệ nhỏ mình nó sức nó đẩy sờ gùa xong lại chặt dừa luôn á, thấy không mọi người? Vậy cái giỏi lắm đó mà thấy gì chứ ế vợ mọi người ơi, có ai có con muốn tiễn nó làm rể thì liên hệ nha. Dừa của cậu Bảy mình đẹp lắm nghe cả nhà, người nó đều dừa đó. 26. Vừa to hết nên. Vừa to. 29. 30. 31. 33. 35. 37. 38. 39. 41. Nay mà ăn bèo quá cậu Bảy à. 43. 45. 46. 48. 49. 51. Trời ơi, vừa hổm nó kêu con ngưng luôn đó chứ. 53. Rồi nếu mà ngưng thì mối mang mình nhiều quá rồi ngưng rồi không có đầu ra rồi người ta bỏ mình sao, rồi con làm bằng tiếp bữa nay mua. Nay kêu đem qua đây sợ bớt mối đem qua lại rồi. 58. 59. Nghỉ mất á cậu ơi, người ta còn làm mình nghỉ làm là mình mất mối á. Bởi không nói vợ lời không lời cũng phải gắng làm cho nó qua cái năm nay cái đi, năm sau mình tính tiếp. 64. 65. 66. 67. 69. 70. Không. Mất mười mấy hai chục năm rồi đó. Được lấy chim nữa. Nãy giác tính trong bà chủ nào không dòm đâu có ra đâu. Mập quá hả này? Biết về quá. Chạy xe tay ga đồ tướng tính đâu tay ga. Ừ. Rồi vừa phân gì đó. Sao trong này? Quay lên nó chán phân ế quá trời ngồi chứ gồng quá. Ê quay nha. Này tiệm phân của anh hai mình nha cả nhà. Quay nha, tâm dí ạ. Xe nào có dao? Xe nó là xe không biết. Ngồi thấy gồng quá, bán gì chán phân ế dữ. Tôi cứ đủ liền. Đây đây nè. Qua đi bán cái số dạo nữa. Rồi cậu Bảy không ra coi điểm vườn nha cả nhà. Ông chủ vườn lớn. Bác sĩ làm gì? Bác sĩ xin làm gì? Bán dừa. Tao tính ba xuống mà mình uống. Lộ. Ủa Tú đi làm gì vậy Tú? Đi ruộng. Ruộng xã hả? Không xã rồi. Đi lên thăm ruộng lúa nó có qua bên ta. Lúa nó có chạy đâu không? Nó có qua bên bờ bên kia không phải không? Nhậu không? Nhậu hả? Nhậu ít. Ai rủ mà không rủ rồi mua uống.
mình. Không ngủ lấy gì nhậu quá hơn. Mấy em cũng ít nữa, ai ngủ thì em nhậu, nhưng không ngủ lấy đách gì nhậu. Không ngủ là mua mua mà. Quỳnh vợ Quỳnh mày ơi. Quỳnh phải rồi, phải không bị bao Quỳnh nha, coi con bị Quỳnh hoài á. Con Quỳnh mà nó kêu cuối mà nó mắc cởi quần ra nó Quỳnh chứ. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Chứ không phải là nó Quỳnh bình thường nữa. Nó mặc cái quần dày quá nó Quỳnh không đau. Nó không có sợ. Rồi đây cho đến mình đi. Chị Phái anh Sáu lấy đưa đồ lên chở này. Anh đưa lên chở này, mày có đi cũng đâu có nhà đâu đi. Xe của chị á. Ở xe của chị anh Sáu anh giữ kìa. Rồi anh em móc cái giường này cái bỏ đi hết rồi nha cả nhà, chỉ còn một người là điếm thôi. Về nó vô nó ủng hộ được. Rồi điếm. Ủng hộ rồi đó. Caramel bữa nãy đi điếm vừa nghe cả nhà. Đăng ký kênh ủng hộ rồi. Hết tặng tặng cho cuốn lịch. Không có tặng dừa khô được rồi. Để cho nào bự tặng ha. Bảy. Trời ơi, cái gì dừa khô là dư giả luôn á Tú ơi, năm nay dừa khô là dư giả. Giá nó bèo như con cá kèo vậy. Mình đếm vừa chỉ một trái đếm tới thôi nha cả nhà. Cà khỏe ngoại ơi. Dạ. Ở trên ruộng của cậu Bảy được 90 rưỡi nữa cậu ơi. Mới rồi bạn ơi. Dạ anh em chuẩn bị vô trong giường, giường mới giường có bà ngoại nha bạn. Chuyển đồ nghề bạn Hiền thì móc có móc dài không à. Còn anh Năm Súng thì chỉ móc móc ngắn không à. Quá trời cái cơ rồi, kéo vừa thấy nhẹ bỏng luôn à. Nhỏ quen rồi. Lao động nhất người quen ha. Quen. Nam ngưng máu đi xem chút coi Nam, Nam hút coi Nam. Ngưng kêu máu coi cho tiếng máu coi xem chút coi. Coi để ít cảnh nữa coi. Nhà con chủ nhà có nuôi mấy con này nó cưng quá bạn ơi. Nhà cũng không biết kêu con gì nữa. Ồ quá trời đông luôn.
chưa đã mà quên ngõ luôn. Anh em chở vừa về tới nhà rồi nghe cả nhà. Rồi răng xuống vừa chuẩn bị mời chạy đi Bến Tre nha. Chạy đi Bến Tre chứ ai nói nghỉ hồi nào. Kiếm chuyện làm dít kìa, giờ đứng ở không phải không? Không. Không rồi, anh em mình đông lắm bởi xuống dừa mau lắm nghe cả nhà. Chú tưởng tưng trái này trái bự mà chú tưởng tưng. Chú tưởng tưng à. Chú tưởng tưng mà lửa vừa cốc vừa mà cháy cho bá vậy chú tưởng tưng. Dám đầy luôn à bự ơi. Dám đầy luôn á bự. Học ý nói xuống hết mà dám đầy luôn đó mà. Ba đấy. Ba đi cho. Bảo Bảo đi Bến Tre về nghe cả nhà. Bảo Bảo xuống chắc vừa thế cho ông tài xế. Ông tài xế ông đi về ông mệt ông nghỉ bữa nay ông không có xuống vừa. Mà ông mệt ông xin ông nghỉ mà giờ ông đi nhậu luôn rồi cả nhà. Xuống giờ bự xong rồi chuẩn bị xuống giờ cốc rồi mới đem đi bán luôn nghe cả nhà. Chơi
giờ cốc điểm lại nghe bây. Tạm biệt cả nhà nghe, chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon nha. Anh em mình lãnh lương xong rồi về hết rồi.